Nhà mình trắng tài mãi. Mến chào quý anh chị, hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một cái mẫu nhà siêu phẩm nằm ngay chợ Long Thượng luôn nha quý anh chị. Với diện tích ngôi nhà của mình ngày hôm nay là ngang 5, dài tận 16 m, được xây dựng là một trệt lên tầng 2 lầu và được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến quý anh chị mình. Với pháp lý nhà của mình là sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà. Cái căn nhà đường trước nhà của mình thì vô cùng rộng rãi và thông thoáng luôn. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển ra phía bên ngoài để mình tham quan sơ cái mặt diện ngôi nhà của mình và cái con đường đi vào nhà mình nha quý anh chị. Đó, thì đây sẽ là cho mình là một cái phẳng sân trước để mình có thể đậu ô tô thoải mái luôn. Cái mẫu nhà ngày hôm nay là cái kiểu nhà mái hộp nha quý anh chị. Cái căn này là bên đơn vị gia chủ đang rất là cần tiền nên bán với mức giá là rẻ nhất khu vực luôn, chỉ 2.950.000.000 thôi nha quý anh chị, chỉ đúng 2.950.000.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ luôn nha. Căn này thì đường xá rộng rãi thông thoáng rồi, như quý anh chị mình có xem trước màn hình, đường nhựa lên tận 6 m luôn, dân cư đông. Ở đây thì mình ra đó ngay ủy ban xã Long Thượng, ngay chợ Long Thượng luôn, và căn nhà của mình sẽ được đường thông hai hướng nha quý anh chị đó. Và cho mình thêm một cái vỉa hè 2 m nữa, rộng rãi thông thoáng để mình có thể đậu xe máy luôn. Xăng thì đậu ô tô, vỉa hè để đậu xe máy nữa, tìm đâu ra quý anh chị. Mà bán với mức giá cực kỳ là sốc luôn, chỉ có 2.950.000.000 thôi. Nhanh tay nhắc máy lên gọi ngay cho em nha. Hướng nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng Tây Nam. Anh chị nào đang tìm nhà hướng Tây Nam 4 phòng ngủ thì hãy gọi ngay cho em nha. Và lớp cửa đầu tiên cho gia đình mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện đó. Và di chuyển vào trong đây sẽ là một cái sân rộng rãi thông thoáng rồi. Bên đây thì em có trồng cho quý anh chị mình một cái tiểu cảnh cây xanh, có những cây phát tài núi cực kỳ là tươi luôn, những cây trúc nè quý anh chị. Bông hoa đầu bên em cũng đã trang trí setup đầy đủ cho cô chú anh chị mình. Bước vào căn nhà toàn là điểm cộng, không có một điểm trừ luôn nha quý anh chị. Đặc biệt là căn nhà của mình bán giá cực kỳ là rẻ nhất khu vực luôn. Trước tới nay chưa căn nào rẻ hơn căn này nha quý anh chị. Vị trí thì cực kỳ là đẹp, nằm sát chợ Long Thượng nha, ngay ủy ban xã Long Thượng luôn. Ở đây thì tiện ích đầy đủ như là trường học, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, điện máy xanh, thì mình đi trong vòng bán kính khoảng 200 m thôi và mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Và di chuyển vào trong đây là một cái không gian phòng khách cho gia đình mình, thêm một lớp cửa nữa là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, kính là kính cường lực nha quý anh chị, có rèm cửa rồi, đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Ở đây thì bên đơn vị em sẽ thiết kế cho anh chị mình một cái bộ ghế salon cao cấp nằm ở khu vực đây. Tường thì dán những bức tranh 3D cực kỳ là xinh đẹp ở cho không gian phòng khách nha, gạch ốp PNC giả gỗ cho gia đình mình cực kỳ là sang. Phía tường bên đây á, thì bên em có setup cho quý anh chị mình một cái tủ kệ để mình có thể để tivi ở khu vực đây, một bức tranh 3D và những cái dách PNC giả gỗ nha quý anh chị đó. Hệ thống trần thạch cao nguyên khối nha, đèn full đầy đủ luôn, có một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa. Rất là đẹp luôn, giúp cho cái không gian phòng khách của mình rất là nổi bật nha, có một cái cây xanh ở khu vực đây. Và mình di chuyển xuống đây nữa sẽ là một cái không gian bếp cho gia đình mình đó. Không gian bếp thì bên em đã trang trí cho quý anh chị mình một cái bộ bàn ăn 6 ghế ở khu vực đây, hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới bên em cũng đã lắp đặt đầy đủ cho quý anh chị mình rồi. Mặt đá hoa cương bộ inox 304, chống rỉ sét, chống hao mòn, một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa nữa. Phía bên đây á thì bên em cũng đã đi cho quý anh chị mình một hệ tủ rồi. Ở đây có cái gương phản chiếu nào quý anh chị đó, nên mình nhìn cái không gian phòng bếp của mình nhìn thấy nó rất là rộng luôn đó. Và mình di chuyển ở đây nữa sẽ là một cái sân sau cho gia đình mình. Thì sân sau á, khu vực đây á, bên em đã chừa để quý anh chị mình có thể lấy gió trời này, cực kỳ là mát. Không gian nhà vệ sinh trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi luôn nha quý anh chị đó. Bồn cầu vô sen vô sinh đầy đủ hết luôn. Cái căn này á thì quý anh chị mình có muốn đi xem nhà thì em sẽ hẹn quý anh chị mình ngay ủy ban xã Long Thượng hoặc là ngang chợ Long Thượng, thì sẽ có hai đường cho quý anh chị mình đi xuống xem nhà. Một, quý anh chị mình có thể đi hướng quốc lộ 1A vào đường Đinh Đức Thiện nối dài tới ngã tư Phước Lý, quý anh chị mình quẹo về hướng chợ Long Thượng đó, tới khu vực ngay chợ Long Thượng là nhà của mình là nằm phía sau của chợ Long Thượng luôn đó. Đây là khoảng hơn 100 m à, cả 100 m rồi quý anh chị, sáng đi tập thể dục ra chợ luôn, rất là tiện nha. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây là tầng 1 của gia đình mình, thiết kế cho mình hai phòng và hai không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Có phòng nhà vệ sinh là khép kín ở trong phòng luôn, phòng thì rộng rãi vô cùng vì diện tích nhà của mình ngang tầng 5 nha quý anh chị. Hệ thống tầng thạch cao đèn full đầy đủ, không gian nhà vệ sinh thì đặt ở trong phòng luôn cho tiện gia đình mình sinh hoạt. Trong đây thì cũng đầy đủ công năng để cho quý anh chị mình sinh hoạt hàng ngày nha.
có không gian cửa sổ để mình lấy gió trời, rèm cửa đầu đầy đủ hết rồi. Và mình di chuyển qua đây nó sẽ là một cái phòng thứ hai, vẫn có không gian nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng cho gia đình mình sinh hoạt luôn nha. Đây, phòng bên đây cũng khá là rộng nha quý anh chị. Đó, phòng rộng rãi thông thoáng vô cùng, rèm cửa đâu có đầy đủ cho quý anh chị mình hết rồi. Căn nhà của mình là căn nhà mới nha quý anh chị, nhà mới 100% luôn, chưa có ai sử dụng đâu. Căn này thì bên đơn vị em xây lên. Đó, đây thì ban công trước cho gia đình mình, đường xá thì rộng rãi thông thoáng. Phía đối diện nhà mình thì chưa có nhà cắt nên nhà của mình luôn lúc nào cũng mát nha quý anh chị. Đó, đây thì có trồng sẵn cho quý anh chị mình những cái cây xanh nè, tươi tốt luôn. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình thông thoáng không gian tầng trên nha. Và đây là tầng cao nhất của gia đình mình, ở đây sẽ cho mình là một cái giếng trời. Đó, nhà mình không cần mở đèn vẫn sáng nha quý anh chị. Và mình ở trên đây vẫn thiết kế cho mình hai phòng, chỉ có một cái không gian nhà vệ sinh thôi. Thì không gian nhà vệ sinh em sẽ đặt ở cuối dãy nhà luôn. Trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị. Đó, gạch thì ốp tặng lên cao cực kỳ là sạch sẽ. Không gian cửa sổ đây, mình đứng đây mình có thể thấy được điện máy xanh, bách hóa xanh gần chợ luôn nha quý anh chị. Đó, nhà bạn đi xin vay sơ cho quý anh chị mình xem nha. Đó, điện máy xanh nè, hướng xéo xéo bên đây quý anh chị là ngay chợ nha. Đó, chợ thì sát bên. Căn nhà của mình là nằm cách trục đường 835B á, thì đâu đó tầm khoảng vài chục mét thôi nha quý anh chị. Đường trước nhà của mình là đường cũng rộng rãi thông thoáng thôi. Đây là phòng đầu tiên ở trên lầu. Phòng là khá là rộng nha quý anh chị, đầy đủ công năng cho quý anh chị mình về sinh hoạt nha. Cái căn này á được ngân hàng thẩm định cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà nha quý anh chị. Và mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 25 phút thôi. Đó, phòng này rất là rộng và to luôn nha quý anh chị. Phòng này rộng nè, ở đây thì có một cái ban công phía trước nhà luôn. Ở đây thì mình có thể nhìn được cảnh vật cao hơn tí nha quý anh chị. Đó, ở đây thì nhà của mình hướng tây nam nó rất là mát nha. Đó, dân cư thì ở rất là đông, đường thì đường thông hai hướng. Đây mình có chợ, trường học, bệnh viện rồi sát bên luôn. Nó rất là tiện ích thì rất là đầy đủ luôn nha quý anh chị. Giờ mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian phòng khách, em sẽ báo lại giá. Và nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái căn nhà và quay sơ cái con đường đi rồi. Với diện tích nhà của mình ngày hôm nay là ngang 5m, chạy sâu vào sẽ là tận 16m nha quý anh chị. Được xây dựng là một trệt hai lầu, nó có 4 phòng ngủ và 4 không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đó, có sân trước để mình có thể đổ ô tô, sân sau lấy gió trời cực kỳ là mát luôn. Được tặng full nội thất cơ bản trong căn nhà cho quý anh chị mình. Quý anh chị mình mua về chỉ việc chọn đồ và ở thôi. Đó, căn này là pháp lý sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 2.950.000.000 nha quý anh chị. Vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ để phục vụ đến quý anh chị mình. Cái căn này là tiện ích xung quanh đầy đủ, đi trong vòng bán kính khoảng 200m thôi là không thiếu một cái tiện ích nào đâu nha quý anh chị. Đó, và xem đến đây quý anh chị mình nhớ đăng ký kênh cho em nha, để em có động lực đi vay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh nhà Bình Chánh Tài Nãi Kim Trâm làm việc luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình.